hello xin chào các bạn hôm nay mình sẽ nói về những cái lưu ý khi cắm trại qua đêm à, trước khi đi ngủ chúng ta cần dọn dẹp bàn ghế cất các đồ dùng có giá trị vào trong lều chuẩn bị đầy đủ đèn pin sạc dự phòng nếu các bạn có đốt lửa thì các bạn cần dập lửa trước khi đi ngủ để tránh bị cháy lan chuẩn bị các vật dụng tự vệ đặt ở những nơi có thể lấy ra khi cần thiết mang theo muối tỏi hoặc những vật khiến bạn cảm thấy an tâm về mặt tâm linh nếu mà trường hợp các bạn cắm trại ở gần suối hồ hoặc biển thì cần hỏi người dân trước về thông tin xả nước hoặc thủy triều để tránh bị nước cuốn trôi khi các bạn đi ngủ nha.